Có nữa hả? Công ty anh đông đông người vậy không? Dữ vậy hả? Đông dữ vậy đó hả? Cỡ 60 người lao động luôn. Là người dân bên đây ha. Có chồng. Có chồng sang đây. Hello các bạn. Hôm nay mình tình cờ đi ngang đây mình gặp vài thanh niên lao động đây các bạn. Mình hỏi thăm tâm sự chơi đồng hương. Thì cũng làm chăm sóc những cái đường đê nè, chăm sóc cỏ nè, bằng cỏ dại. Thì mình hỏi thăm anh em Việt Nam đồng hương mà gặp nhau mừng. Các bạn thấy sao? Phong cảnh ở đây đẹp không? Vừa gặp đồng hương nữa. Dẫn chó đi dạo. Bao nhiêu người Đài Loan này rảnh rồi có đội đây dắt thú cưng đi dạo chơi ha. Đó, quay cho các bạn xem đó, lao động qua đây làm thêm giờ chỉ có nhiêu thôi đó, thấy công việc nhàn không? Ở đây gì bây giờ mát mẻ, trời thời tiết mát gì đi làm ngoài đồng nó cũng đỡ vất vả ha anh. Còn lúc mà trời mà hầm nực mà nóng đó, trời ơi đi ra ngoài này thôi. Thời tiết hơi lạnh thì đi làm ngoài đồng khỏe hơn. Tôi làm cho công ty thực phẩm đó, nước uống thì máy lạnh không à. Còn trời lạnh này thì trời ơi, vô máy lạnh vô công ty thì nó còn ấm hơn ở ngoài đường nữa. Ra ngoài đường buổi sáng đó là chạy vô công ty máy lạnh nó còn không bằng ở ngoài đường, ra ngoài đường lạnh hơn. Còn trời nóng nực thì khỏe lắm, lủi vô công ty ở. Mấy cái cây này trồng ở đường lộ gì thấy im quá ha. Cây này kêu là cây gì? Mình thấy lâu lâu cái có một cái tổ nó đi mé nhánh này nè. Xe này là để nó bơm nước tưới đi quá. Hai bạn kia đâu rồi? Ở đâu cũng vậy, gì ở Việt Nam mình cũng cực khổ lắm mới có tiền chứ đâu phải là dễ đâu. Mà đồng tiền ở bên đây một cái ngày công bên đây nó trả cao hơn bên mình vậy thôi, mà tiền mình tính ra thế má với các kiểu thì mình cũng không còn nhiều. Hoa bông bụp. Chỗ hoa đẹp hả? Chưa anh, còn tới tuần sau đầu tuần mừng vài ngày nữa. Có nghĩa mừng tới 29 Tết mình luôn mà. Đó, công việc thế gì đó bạn. À, làm
nhổ những cái loại mà cỏ dại, rồi cỏ dại chừa lại cỏ mỹ lại, vậy là vô bao, nó đầy bao gì, đầy bao bỏ lại đây. Thì một có một đến một chút nữa thì có xe người ta lại ta gom những cái bao cỏ như này. Thấy đẹp, đẹp ghê không? À, các bạn thấy đẹp ghê. Ở dưới thì mùa, ở dưới thì cái màu của mạ lúa xanh đẹp. Ở đây là cũng như một cái công ty chăm sóc cây cảnh của đường phố. Xe tưới nước. Chắc lâu lâu mới có làm một lần các bạn. Cỏ thấy cỏ lên nhiều bắt đầu dọn dẹp. Theo tưới nước này là thấy cây xanh tốt. Cỏ dại mọc nhấp dây này các bạn. Công việc của mình có mấy bạn đây là chỉ là nhổ mấy cỏ dại này là cho vào bao. Thấy không? Ở ngoài đồng người ta là lộ, người ta làm nhựa, làm đan tới ngoài đồng luôn. Chạy tận cùng ngõ ngách, lộ hết, đồ đan hết. Đó là xe của mấy thanh niên lao động của Việt Nam đó các bạn, xe điện. Sắp đến giờ cơm rồi.
đến giờ cơm mà anh em Việt Nam chuẩn bị đi ăn cơm nha các bạn. Rồi mình kết thúc video tại đây nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.